hết năm nay, thầy sẽ nghỉ hưu. Các em là lớp cuối cùng, thầy chủ nhiệm. Cho nên thầy muốn... thầy muốn là... Năm ấy, ai nấy đều hứa họp lớp về đây. Không có được. Sao ông về được? Ông chờ thầy chút xíu được hả? Trời ơi, thật sự tôi đang rất là gấp. Mà có bao nhiêu đây thì họp cái gì? Ê! Dạ em chào thầy. Xin lỗi em có việc em về trước. Chúc thầy 20 tháng 11 vui vẻ. Dạ em chào thầy. Thầy đợi tụi em chút xíu nha thầy. Đằng sau nét Tuấn. Thứ là thầy buồn cả tháng nay rồi ai biết đâu. Thầy sợ phải cách xa từng ấy đứa con. Đứa thì ngoan. Đứa thì hư. Khiến thầy lo thật nhiều. Thầy đừng có lo lắng chi nhiều thêm nữa. Đừng khiến tóc bạc thêm nữa. Thầy đừng lo nữa. Mặc cho mai sau thời gian rút trôi đến đâu thì em vẫn nhớ rằng em sẽ luôn nhớ đến thầy. Luôn nhớ mạnh mẽ vững vàng nơi đây. Rồi thầy sẽ thấy. Thầy cứ yên tâm thầy nhé. Thầy vẫn luôn ở đây. Ra ngoài hành lang đứng. Trong đời chưa có một lần nghịch ngợm quậy phá người học làm thầy thoáng trông thất vọng. Thầy buồn cả tháng nay rồi ai biết đâu. Thầy sợ phải cách xa từng ấy đứa con. Đứa thì ngoan, đứa thì hư. Khiến thầy lo thật nhiều. Số 31. Thầy đừng có lo lắng chi nhiều thêm nữa. Đừng khiến tóc bạc thêm nữa. Thầy đừng lo nữa. Mặc cho mai sau thời gian rút trôi đến đâu thì em vẫn nhớ rằng em thầy cũng mong là
làm thầy bất ngờ quá. Thế em như nào hả thầy? Em giỏi lắm á. Còn mấy cô, mấy cậu quá xá giỏi luôn á. Nhưng mà tụi em còn một món quà này nữa dành tặng cho thầy, chắc chắn thầy sẽ thích. Thầy bấm vô đây đi. Thầy cảm ơn em, nhưng mà thầy không biết sử dụng. Thầy cần em. Đang chào thầy nè. Thầy Đức ơi, thầy có nhớ tụi em không? Dạ, dạ